Rơi vùng tông. Có nhạc buồn quá, đi anh taxi ơi. Xin chào cả nhà. Anh Trung Phan, Mỹ Như, Thu Thảo, Đỗ Thảo My, hello mọi người. Thân chào mọi người. Không có chỗ để luôn. Cả nhà đang làm gì đó? Hôm nay live ở bên fanpage rồi, rất chuyên nghiệp trở lại, không còn đần độn như ở bên Vlive nữa, buồn chết. Ở bên đó hôm đó chị quê quá, chị quê luôn á, chị tìm hoài không được. Hello mọi người có khỏe không? Không biết là ngày hôm nay của mọi người như thế nào rồi ta. Chào chị Ngọc của em, dễ thương quá. Chị Ngọc xinh đẹp, chị Ngọc xinh quá. Hôm nay chị không có bán gì hết, chị lên đi chơi với mọi người mà. Mọi người ơi, tụi mình có thể hả bình thường với nhau được không? Duy Thâm, Linh Sang, Trúc Lâm. Tại sao có một bạn tên là Duy Thâm ta? Nguyễn Phương Duy Thâm, Trúc Lâm. Em nhớ chị quá, em sợ quá. Thâm Juri, hello em. Nhi Nguyễn. Cả nhà ơi, ăn uống gì chưa? Nóng quá. Sài Gòn giờ này muốn mưa, rồi mưa đầu mùa đến cực kỳ nóng. Chị lại bị viêm xoang nữa. Để xa ra một chút xíu nha. Có thể hơi phá nha. Không đồng ý nha. Thấy mình sẽ xinh đẹp hơn, xa xa một xíu, gần quá xấu, không ai ship. Rồi bây giờ đã thấy Ngọc thon thả hơn chưa? Hồi nãy cái mặt hơi to. Bây giờ thì thon thả rồi. Đâu coi coi, trời ơi 10.300 luôn. Wow. Ủa là giờ này là ăn cơm hết rồi đúng không? Nên mọi người mới lên coi livestream đúng không? Ngô Diễm Trinh, em chưa ăn hả? Thì đợi chút ăn chị nha. Vân Anh Lê, mẹ cám xinh quá à. Mùa dịch mẹ yêu giữ gìn sức khỏe. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nha. Thật ra là trong cái thời gian này á, là cái thời gian mà ít ô nhiễm môi trường nhất. Và bầu không khí của mình nó đang được tốt nhất, là tại vì xe cộ không có lưu thông nhiều. Nhưng mà nó chỉ là một phần thôi. Một phần thì cũng rất là ảnh hưởng rất là nhiều đến nền kinh tế. Nên Ngọc hy vọng lắm là mọi thứ sẽ qua thật là nhanh. Mùa dịch này của chúng ta sẽ qua thật nhanh. Qua đi nhưng bánh xe qua đi. Rồi, ôi, chào bé Thỏ Ngọc, em hâm mộ chị lắm, chị kêu tên em đi. Chào bé Thỏ Ngọc, ở trong đây có một cô bé tên là Thỏ Ngọc. Cô bé tên Thỏ nhưng thích ăn thịt thỏ. Ủa, cô bé tên Ngọc nhưng thích ăn thịt thỏ, nên đặt tên là Thỏ Ngọc. Rồi bây giờ mình nghỉ dịch được bao nhiêu lâu rồi ta? Sắp đến cái thời gian mà sẽ bỏ cách ly là ngày 15 này đúng không ta? Là trong 15 ngày này thì các bạn đã làm gì nè? Mọi người có thể comment cho Ngọc coi được không? Các bạn đã làm gì trong 15 ngày này rồi? Có ai tập thể dục không? Có ai đã biết khả năng nấu ăn của mình lên tay hay chưa? Có ai chăm sóc sắc đẹp của mình hay không? Rồi có ai gặp không không được gặp gỡ bạn bè, quên quên. Giờ là chỉ gặp được hai người à, hai người trong gia đình thì khoảng gia đình Ngọc thì hơi đông, khoảng 7 người đó. Chúng ta sẽ chỉ ở bên nhau như thế thôi, nhưng mà có một nhóm người sẽ là như vậy nè. Sau dịch đó thì là sẽ đẹp lên, nhưng có những người thì sẽ mập lên, rồi cũng có một nhóm người là sẽ có em bé. Giống như là bạn của Ngọc vừa mới thông báo là có em bé, mặc dù là nói là không sẽ kế hoạch này nọ là 4 năm nữa lận, nhưng mà chưa gì hết là đã có em bé rồi. Thì các bạn chúng ta muốn nằm ở trong cái nhóm nào này? Nhóm đẹp nên hay nhóm mập nên?
Mà mọi người có thấy ngọc mập lên không? Rất tròn, tròn ủng mỉnh luôn ha. Nó thiệt ra là nhờ cái mùa dịch này mà mình được ngồi lại ngẫm nghĩ nhiều hơn về cuộc sống nè, rồi cũng biết quan tâm đến sức khỏe của mình nhiều hơn, và ngay cả tất cả mọi người xung quanh luôn, và cả team cắm con luôn đó, thấy các bạn có ý thức hơn trong việc chăm sóc sức khỏe của mình nè. Không có ai hả dám mà gọi là thả rong nữa, có có nghĩa là đi lung tung á, không có ai dám đi lung tung nữa, mà là thực hiện đúng với yêu cầu của nhà nước mình đề ra là phải ở nhà đó. Ai cũng ở nhà, ai cũng ngoan đó. Minh chứng cho việc đó là có 12.700 người đang coi livestream. Nói chứ trong cái mùa này thì cũng có rất là nhiều hay ho để quan tâm tới, như là làm việc rồi mọi người sẽ chỉ chat online nói chuyện với nhau, hoặc là như Ngọc ngồi đây là nói chuyện tâm sự rồi nè, đúng không? Mấy ngày rồi tâm sự, mấy ngày rồi đó. Hôm nay mặc đầm trắng để giống như cô tiên. Nhưng mà sắp đến 30 tháng 4 là không biết là mình có phải bị cách ly tới 30 tháng 4 không ta. Có nghe những cái thông tin đó nhưng mà chưa có được chính xác lắm nên không có dám nói. Nhưng mà thời gian gần đây là cho dù là có ở nhà cũng phải làm đẹp nữa nha các cắm con nha. Từ các cô, các bác lớn tuổi cho đến các bé đều phải chăm sóc cho bản thân mình hết, ăn uống, tập thể dục, chăm lo cho nhan sắc của mình. Hả? Chị hả? Chị thì thường là chị sẽ chăm sóc ngoài da, nhưng mà chị vẫn phải uống bên trong nữa, tại vì cơ thể của chị nó hơi yếu, thì chị bị bao tử nên nó ít hấp thụ chất dinh dưỡng nhiều, chị cũng ít ăn, chị cũng không ăn đủ chất, nên thành ra là mình phải dùng thực phẩm. Đó, thì hôm nay có bí quyết chia sẻ đến mọi người. Ủa, nhưng mà sao nãy giờ không thấy comment của ai hết vậy? Nè, là skincare lúc nào cũng vậy hết, là phải chăm sóc da mặt nha. Make up như thế nào đi nữa, chút hồi cũng phải vô. Tẩy trang, rồi sau đó là dùng thực phẩm bổ sung đi. Những cái thực phẩm bổ sung nghĩ là tốt á, tốt cho làn da của mình và tốt cho sức khỏe của mình rất là nhiều nữa. Ví dụ như có những người ta không ăn đủ rau, thì mình có thể uống các loại thực phẩm chức năng về rau, rồi vitamin đầy đủ chất hết. Và đặc biệt là có những loại nó sẽ bổ sung làm đẹp da, để da được cung cấp dưỡng chất từ sâu bên trong luôn. Sao không thấy comment nữa ta? Dễ thương quá, dễ thương quá. Cẩm Trần, giữ gìn sức khỏe, ai cũng phải giữ gìn sức khỏe hết nha. Nhưng mà hôm nay Ngọc có một cái sản phẩm muốn giới thiệu đến cho cả nhà mình, đó chính là đây là một cái sản phẩm mà Ngọc nói là hình như là thấy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác luôn, nên muốn chia sẻ với mọi người, đó chính là một chai nước thần. Ten ten ten. Đây là cô bé mà Ngọc đã chụp và post ở trên fanpage chia sẻ với mọi người rồi. Nó là Loyal chết rồi, đọc kỹ. Loyal Placenta. Đây là một cái loại thức uống giống như mọi người biết là placenta nó là nhau thai, thì thức uống này nó cung cấp sắc đẹp, ấy lộn, cung cấp dưỡng chất để cho làn da mình luôn 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 đẹp. Cầm trên tay cái chai này, đây là một cái thương hiệu rất là tuyệt vời, số 1 luôn, đến từ Nhật Bản nè. Thấy cái chai như chai rượu, lúc đầu là bất ngờ lắm, nói ui sao mà cái chai gì mà to thế, như chai rượu vậy, uống rượu hả? Nhưng mà đúng là ở bên Nhật người ta có rất là nhiều nghiên cứu, có khi mình uống rượu, uống sake vẫn đẹp da như thường, nhưng mà cái chai này đó chính là nhau thai nha mọi người nha. Nó với 500.000mg tinh chất nhau thai heo luôn, nhưng mà nhau thai heo ở trong này đó là nhau thai tươi, yên tâm là nhau thai tươi 100% luôn, bảo đảm dưỡng chất bên trong sản phẩm. Nó hả, nhau thai heo thì theo như chị nhớ là nó sẽ làm mờ thâm nám nè, rồi sạm da nè, giúp da trắng sáng nè. Đó, các bạn biết rồi, nó nói tới Nhật Bản thì là một cái nơi mà chỉ chuyên về làm đẹp thôi, mà quá trình kiểm nghiệm thì rất là khắt khe, nên thành ra là những cái sản phẩm của nó khi mà ra mắt ở thị trường thì sẽ rất là yên tâm, đúng không? Cái chai này là nó có 720ml nha. Đó, rất đẹp luôn. Cái hộp của nó đây. Tèn, cái hộp của nó sẽ như thế này. Đó, mình làm quà tặng cũng rất là đẹp, ý nghĩa, sang trọng. Nhưng mà mình đem về thì mình nên uống cho bản thân của mình,
bởi vì cái chai này nó cung cấp nhiều dưỡng chất lắm và rất đẹp da. Cái chai này là 720ml nhưng mà mỗi một ngày thì mình chỉ được uống 20ml thôi. Nó có cái chung để mà đông ở trong này nên không có sợ là mình uống bị hố. Một chai như thế này hả thì dùng khoảng được 30 mấy ngày, Ngọc nghĩ là tới 30 mấy ngày, lần mỗi ngày mình sẽ uống khoảng 20ml. Đây, cái chung của nó như vậy nè. Tại vì Ngọc rót ở trong này Ngọc uống luôn nên nó còn nước. Đó thì mình sẽ rót ra cái chung này nha. 20ml. Ở đây là 720, cái giá của nó là khoảng 3,2 triệu à. 3,2 triệu 80. Đó thì là uống được khoảng tầm 30 mấy ngày, mỗi ngày khoảng 80 mấy 90 ngàn đó. Mà làn da cũng đẹp và cải thiện rất là nhiều. Nên trong thời gian này chúng ta nên lựa chọn những cái sản phẩm để chăm sóc. Có những bạn sẽ là nó là đi làm nhiều quá trong cái thời gian trước rồi khói bụi cũng nhiều. Nhưng mà còn trong thời gian này thì mình không làm thì mình nên bổ sung cái dưỡng chất cho làn da của mình đúng không? Bình cho Ngọc miếng nước đi. Khát nước quá. Sản phẩm để làm quà tặng, đúng. Cái sản phẩm này nó rất là tinh tế, nó tinh tế ở trong thiết kế luôn. Đó, từ cái chai mẫu mã bên ngoài. Nên mình có thể dùng quà, làm quà tặng cũng được mà mua cho bản thân của mình cũng được. Đó, mỗi ngày chỉ uống 20ml như thế này thôi. Vị của nó rất là dễ uống nha. Nó thanh, nó không có bị tanh. Ở trong đây là nhâu thai tươi đàng hoàng. Có những cái sản phẩm khác á thì nó sẽ có cái nguồn gốc từ nhâu thai, nhưng mà nhâu thai khô thôi. Còn cái này là nhâu thai sạch đàng hoàng, quý hiếm ở Nhật Bản. Những con heo mà được nuôi theo cái quy trình mà chắc là cũng phải nghiêm ngặt lắm. Ngọc có nghe nói là mấy bả là được cho nghe nhạc mỗi ngày luôn á. Nếu mà mấy bả được nghe nhạc của Ngọc á thì chắc có lẽ là sẽ còn gọi là phát triển mạnh mẽ hơn nữa. Nên cái sản phẩm này là lúc trước là có dùng thử, uống thử một thời gian rồi. Sau khi mà thích quá thì lên livestream để chỉ cho mọi người. Nhau thai tươi này luôn là SPF chỉ chiếm có 8% thôi. Chiết xuất từ nhau thai tươi hết luôn á. Thiệt, cái chai Royal Placenta này á là... phải nói làm sao ta, vậy mình phải thử. Đôi khi là mình phải thử cái sản phẩm này một thời gian để thấy sự cải thiện. Tại vì nó cải thiện về thâm nám, mà đó là những cái vấn đề rất rất là khó trị. Ngay cả cái việc mà mình đi đi đâu bệnh thẩm mỹ viện. Trời ơi, dạo này nghĩ riết quên văn quên nghề luôn. Thẩm mỹ viện hoặc là đến những cái nơi để dùng những cái liệu trình cao hơn thì mình sẽ tốn tiền hơn. Thì mình vừa làm cái đó, mình vừa uống để cung cấp dưỡng chất. Rồi có những người bước vào cái độ tuổi thì cũng nên uống những cái này để bảo vệ làn da của mình cho đến 30, 31, 40, U 50 vẫn đẹp như thường luôn. Ui trời, Bình ơi coi vô coi coi sao thấy bị đứng tiêu rồi nhưng mà vẫn nhảy. Chị yêu hát đi. Có mấy con heo á là chị sẽ hát cho mấy con heo nghe luôn. Đó, để chăm sóc cho nó, tạo ra những cái chai xuất xứ tốt như thế này. Ở trong này hả, nó có cả cái gì ta, collagen mà peptide thủy phân là chiết xuất từ da cá biển. Mà mấy cái loại đó thì nó sẽ chống lão hóa rất là tốt, giúp cho mình bổ sung thêm nhiều dưỡng chất hơn là so với cái sản phẩm khác. Thiệt, giảm mờ thâm nám, những cái mà mình nên chăm sóc và những cái sản phẩm mà làm được những cái điều đó thì mình nên sử dụng trong một thời gian dài thì nó mới có kết quả được. Chứ không thể nào mình uống một chai này mà đòi là giảm thâm nám được liền hết. Ngay cả bản thân Ngọc cũng vậy, nó sử dụng và mình thấy da của mình sáng hơn, thấy rõ được cái hiệu quả của nó nên mình mua sử dụng tiếp theo. Không, cái này thì chiết xuất từ da cá nên không có gây béo gì hết á. Chị em phụ nữ là thường lo lắng về cân nặng đúng không? Nhưng mà cái này thì không lo lắng đâu, yên tâm luôn. Loại bỏ hết tất cả nỗi lo của chúng ta. Nên các bạn hãy cứ yên tâm để giúp cho cơ thể khỏe mạnh. Thì ở trong này nó đầy đủ hết với hoa ha. Cái gì á, bữa Ngọc có tìm hiểu là 100 mấy loại hoa luôn.
hoa quả thảo mộc nè, rồi thực vật lên men nè, để giúp detox cơ thể nên không có lo bị mập. Coi dù mình có ăn uống hôm đó mà có quên tập thể dục, nhưng mà có uống cái Royal này á, thì chắc chắn là giải độc mỡ nội tạng, mang lại cái sắc vóc đẹp thon gọn liền. Đó, một cái chai như thế này. Mà các bạn ở nhà nên phải uống, phải sử dụng những cái sản phẩm chức năng thêm để mình bổ sung chất dinh dưỡng cho mình, đúng không? Bao nhiêu? Bị lắc. Ngưng luôn hả? Không thấy hả? Mọi người ơi, mọi người có thấy chị không? Mọi người có thấy mẹ cám không? Chị Ngọc xinh đẹp, chị vẫn đọc được comment nhưng mà không có thấy được. Chị ơi, em có con em tên Bảo Ngọc mà hắn nên em lấy chai. Cái gì vậy? Năm nay em thi đại học, chúc cho bé sẽ thi thật là tốt nha. Năm nay thì cái kỳ học của mình nó hơi vất vả hơn so với lại những năm trước, nhưng mà chị tin chắc là mọi người cũng sẽ cố gắng ôn luyện để mà có được kết quả tốt nhất trong kỳ thi đại học nha. Đó, mình cứ uống thôi là đẹp da rồi. Chỉ có 3,280 triệu thôi, 720 ml là mình uống được tới 36 ngày, là hơn hơn một tháng đó, hơn một tháng đó. Một cái chung nhỏ nhỏ 20 ml mỗi ngày vậy thôi. À, ở trong đây nha, Ngọc quên nữa là còn có tổ yến nè, sữa ông chúa nè, mật ong nè, đó đó là những cái thành phần cao cấp luôn. Nên chị em mình không phải lách cách mà gọi là giờ chỉ có 3 giây mỗi ngày, 20 ml mỗi tối thôi là mình đã đạp đủ dưỡng chất cho cơ thể của mình, thì tại sao không lựa chọn một cái sản phẩm như thế này, đúng không? Xin lỗi là Ngọc bị viêm mũi dị ứng á, nên nhiều lúc là các bạn sẽ nghe nó hơi bị nghẹt nghẹt hoặc là muốn khóc. Các bạn lần đầu đừng bỡ ngỡ. Đặt chai rượu đây thấy không ta? Đặt đâu cho dễ thấy, các bạn dễ thấy. Cái hoa này mở đèn hoài luôn, mở đèn hoài luôn có bị cháy không? Đây là hoa bé vừa tặng, hết hết pin thôi hả? Đó, nên các bạn đó, chúng ta sẽ cùng đẹp với nhau, đặc biệt là trong mùa dịch này nha. Nên mọi người phải cố gắng nâng cao sức khỏe bản thân, yêu bản thân của mình hơn. Ngọc á, thì Ngọc nghĩ là đối với căn bệnh đến từ virus Covid này á, thì nó sẽ rất là dễ dàng. Những người mà khỏe mạnh sẽ chống trả lại rất là dễ. Thì có những người á, là người ta sẽ xúc miệng một cách rất là đầy đủ nè, ăn uống nè, rồi uống thuốc, uống những cái loại thực phẩm dinh dưỡng đó bảo vệ cho sức khỏe của mình, thì tăng sức đề kháng rất là nhanh, thì chắc chắn là mình sẽ không có dễ dàng bị lây nhiễm bởi virus Covid. Ở đây là có chiết xuất từ sữa ông chúa luôn, sữa ông chúa tươi đàng hoàng. Mà mọi người biết là sữa ông chúa là một cái thành phần mà Ngọc nói là Ngọc hồi trước là người ăn sữa ông chúa, sữa ông chúa gọi là tươi luôn, ngậm ở trong lưỡi đó để nuôi dưỡng cho làn da của mình. Và tại vì có một cái chị bạn, chị năm nay gần 40 mấy tuổi mà trẻ như gái mười mấy, 18 luôn. Thật sự trẻ như gái 18 là nhờ ăn sữa ông chúa, thì bây giờ nó có đầy đủ dưỡng chất từ cái chai này, chai nhau thai này, Placenta Royal. Đó, thì tại sao mình không lựa chọn một cái sản phẩm tốt cho mình, đúng không? Nói chung là cứ chọn cho mình sản phẩm tốt là được, không có lo việc gì hết nha. Ủa là mọi người có thấy không? Dịch ta nãy giờ sợ là mọi người không thấy được, nó bị lắc quá đúng không? Thôi bị lắc thôi à, dạng như của mình hơi chậm chút xíu. Vậy hả? Thôi vậy thôi, không sao, yên tâm. Nói chung đó là những cái chia sẻ của mình mọi người có thể nghe được về những cái sản phẩm tốt. Đây là sản phẩm đến từ Nhật nha mọi người. Nên về cái chất lượng sản phẩm mình sẽ rất là yên tâm. Và có công ty cổ phần Hiroki luôn, đây là công ty nhập khẩu phân phối độc quyền sản phẩm này, nên mọi người sẽ yên tâm là không có hàng giả, hàng trôi nổi. Thì Ngọc sẽ sao ta, chút hồi Ngọc sẽ tag ghim, à không, ở trên cái caption của mình sẽ đăng cái trang Facebook của Royal Placenta này, thì các bạn có thể dễ dàng mua hàng hoặc là tìm đến cái sự tư vấn. Bởi vì cái vị ở trong này uống cực kỳ dễ luôn, vị thanh nó nhẹ 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 mà nó không có chua nữa, chua một tí xíu mà nó rất là mềm, không xíu ngọt à,
nó xíu ngọt, nó xíu chua nha. Nhưng mà cái vị nó không bị gắt, nó không bị chua gắt, nên cực kỳ dễ uống luôn. Mà mỗi tối có 20ml thôi, đó là cung cấp hết dưỡng chất cho làn da của mình rồi. Dễ dàng, khỏe, không có gì hết. Nguyên ngày đó mình đi ra, mình chăm sóc cơ thể, dọn dẹp nhà này nọ xong, đến tối trước khi lên giường đi ngủ, uống cho Ngọc một tách này nha, 20ml. Đây là cái sản phẩm mà Ngọc đang dùng, thì cũng muốn chia sẻ thực sự là đến với lại tất cả chị em mình. Bởi vì Ngọc nghĩ là phụ nữ chúng ta là phải để được yêu thương, nên mình phải biết yêu thương bản thân của mình trước một chút xíu nha. Đó, lựa chọn những cái sản phẩm tốt cho bản thân mình, 3,2 triệu thôi nhưng mà dùng được 36 ngày, nó không có tốn mà nó đủ dưỡng chất. Hài cũng hay duyên dáng nữa, kỳ nha. Đó, mommy giữ gìn sức khỏe nha, đừng để bệnh. Chị thì chị không có bị cái bệnh gì hết, ngoài cái việc mà viêm mũi không biết chữa khi nào mới hết. Cứ mỗi lần mà mệt lên á thì sẽ uống thuốc bắc thôi. Đó thì nó nhanh hết lắm. Nhưng mà xong rồi đến giao mùa thì nó lại bị tiếp. Nên thành ra là những mỗi lần mà bị như vậy á thì đôi khi là lười, chán, không muốn ăn, thì bắt buộc là mình phải có những cái sản phẩm bổ sung kèm theo, để lúc nào cũng phải tống vô, để cơ thể đủ, luôn luôn đầy đủ chất thì lúc nào mình cũng trẻ đẹp. Bây giờ là U30, đó, bản thân Ngọc là U30 nên Ngọc sẽ chăm sóc cho sức khỏe của mình rất nhiều. Nhưng các bạn đang coi livestream ở đây chắc chắn là toàn những bạn nhỏ thôi. Những bạn mà từ 18 tuổi trở lên thì đã phải nên bắt đầu chăm sóc cho cơ thể của mình rồi nha. Không ai được bỏ bê nha. Từ bạn trai cho đến bạn gái, tất cả đều phải chăm sóc bản thân mình, nghe chưa? Ở bên ngoài chăm sóc da là một chuyện, nhưng quan trọng là cơ thể bên trong. Bởi vì cái độc tố được đào thải hay không, nó sẽ thể hiện ra ở khuôn mặt của mình. Ở bên ngoài mình chăm sóc làn da bên ngoài, nó không có thẩm thấu được gì nhiều hết bằng cái việc mình nuôi ở bên trong. Đó, các bạn có thể, chút hồi thì Ngọc sẽ tag cái trang Facebook đó lên để các bạn có thể dễ dàng inbox và tư vấn. Thì cái loại này rất dễ uống luôn, yên tâm, nó đầy đủ hết. Nào là nhau thai nè, rồi da cá nè, đó, nhau thai heo tươi đàng hoàng nha. Đó, rồi sữa ông chúa nữa, rất 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 là nhiều thứ. Ở trong này có 101 hoa quả thảo mộc luôn á, thực phẩm lên men luôn á. Tại vì từ Nhật thì tất cả các sản phẩm đều được lên men hết. Đó, uống rất đẹp da, chăm sóc cơ thể. Hỏi tại sao mà người Nhật là người mà sống lâu nhất mà cũng làn da trẻ đẹp. Rồi bí quyết làm đẹp ở Nhật cũng rất là nhiều, thì tại vì người ta có những cái phương pháp tốt. Thì ở tại Việt Nam của mình khi có thì mình cũng nên học theo, đúng không? Thì đây là một cái sản phẩm rất là tốt mà Ngọc nghĩ là các bạn nên lựa chọn dành cho mình ha. Trời ơi, yên tâm luôn là hả, giảm cân. Tại vì ở trong này nó có detox nên thành ra là không có sợ bị mập một xíu nào hết. Tại vì thực phẩm lên men á, thì nó sẽ để tóc cơ thể mình giải độc luôn. Trong cái mỡ nội tạng ở bên trong nó sẽ rất là tốt. Ôi cha, chị mở clip mới trên TikTok. Mới coi clip mới. Anh taxi à, cho hỏi là mấy giờ rồi? Anh taxi à, anh taxi ơi, mới đi ra đường có 30 phút mà hắt xì hơi, mắc xì hơi, cắt ly luôn, bị cắt ly luôn. Đó, nên mình đừng có đi ra đường bậy bạ là bị cắt ly luôn. Cái sản phẩm này thì Ngọc có post ở trên fanpage của mình rồi, thì mọi người có thể vào để mà coi thêm thông tin ha. Royal Placenta 500.000mg sức khỏe và sắc đẹp. À, bây giờ thì mình sẽ hát phục vụ cho tất cả mọi người một bài hát. Để lấy con heo ở đâu? Cho con heo để vỗ béo heo lấy nhau thai tươi. Sản phẩm này rất tuyệt vời. Thật sự là mình cứ uống mỗi một ngày thôi. Mỗi một ngày vào buổi tối 20ml. Thì cái chai này là khoảng 3,2 triệu đúng không? Thì mỗi một ngày là khoảng 80 mấy ngàn, 80 mấy ngàn đến 90 ngàn, 90 ngàn. Đó, coi trợ lý không? Chia ra luôn. Có nghĩa là chuyển khoản mua xong, đó, tự về chia ra là bao nhiêu dưỡng chất mỗi ngày. Thuốc nè, rồi sản phẩm chức năng rồi gì là đem mỗi lần đi quay đi làm hay là ở nhà là đều phải đầy đủ hết. Uống để bổ sung vô cho cơ thể của mình. Tại vì
chị là diễn viên, mẹ Cám là diễn viên, Ngọc là diễn viên, nên thành ra là cái sức khỏe mà phải chống chọi lại với thiên nhiên rồi hả ánh nắng mặt trời hay là ở bên ngoài á, phải nhiều gấp đôi so với lại người bình thường để mà mình có thể hoàn thành những cái sản phẩm của mình tốt nhất, nhanh nhất. Nói hồi ngạt mũi luôn rồi. TikTok đã được 1 triệu rồi. Sau khi mình năn nỉ ở bên VLive, bây giờ mình năn nỉ tiếp ở bên kênh YouTube của mình. YouTube đã được 900 mấy. Sắp được 1 triệu, sắp được nút vàng rồi. Mọi người ơi, hãy vô ủng hộ Ngọc tiếp nha. Bây giờ để cảm ơn trước, lời cảm ơn là các bạn đã follow 1 triệu ở trên TikTok. Thì bây giờ Ngọc sẽ hát bài hát Yêu Em Phải Nói. Hay là các bạn muốn Ngọc cover bài gì thì Ngọc sẽ hát cho các bạn nghe nào. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ hát tưng bừng luôn, bởi vì mới ăn bánh xèo xong. Bánh xèo của mẹ, bánh xèo của mẹ. Đang vui thì bỗng thấy có ánh mắt ai bên hàng xóm. Người thì đẹp trai nhưng sao đứng đó như đang nhìn lén. Đập vào đôi mắt em thấy sâu mũi, wow, oh my god. Đàn nhạc canh bên hấp dẫn nên thấy trông như Hàn Quốc. Đứng chết im tức khắc, chàn nhẹ nhàng lướt qua. Ây da, nghẹt mũi quá. Nghẹt mũi quá, hát chưa hay. Thường là đã hát dở rồi, bây giờ nghẹt mũi đó, hát dở hơn. Ráp vô đằng ráp. Đập vào đôi mắt em thấy sông mũi quá, oh my god. Chứ là phải diễn nó là mê trai, nhưng mà thật ra là trước giờ mọi người thấy rồi đó, không bao giờ mà mê trai đâu, tự nhiên bắt học diễn mấy cái đó thiệt là sượng sùng luôn đó, không diễn được luôn đó. Em chỉ phải có anh nè. Qua phong ba bảo táp lại rơi vào tay anh, thiên thần không nhìn anh thì sao đời trần gian sao. Mẹ cover bài Gái Già Muốn Lấy Chồng Đi Để Ngày Mai Con Còn Có Động Lực Coi Chứ Dạ. Không, chị Dạ là gái già tuyển phi công. Đúng rồi, ngày mai là chị Dạ sẽ làm parody lại cái đó. Úi, mọi người ơi, mọi người hãy vô ủng hộ cho bà Chế nha. Bà Chế chơi dơ. Dạ. Đó, ngày mai thì chị Dạ sẽ ra cái sản phẩm đó. Còn bây giờ thì các bạn có muốn nghe bài hát gì nữa không? Nào, các bạn ơi, hãy cho chúng tôi thấy các tay của các bạn nào. Nói chung là uống nhau thai rồi, bây giờ rất là sung sức. Đó, cứ 20ml thôi, bây giờ sung sức lắm. Hát tới sáng luôn cũng được nữa. Cái này là biết tắt nha, không sợ nha. À, bài gì vậy? Nãy giờ không thấy lên, nên không biết là có bài gì vậy. Cả nhà mình yêu cầu bài gì vậy? Cái đầm này dễ sương hả? Đầm này là của Elvis. Rất là dễ thương luôn. Có những cái đầm rất là nhẹ nhàng, mình mặc ở nhà được, đi ra ngoài đường cũng được luôn. Ủng hộ chị Dạ. Chân ái, chân ái hát thế nào? Kính thưa bà con cô bác, chân ái là chị search chân ái, chứ chị chưa nghe chân ái mà search ở trong đây là chân ai. Đâu, chân ái sệt ở đâu có vậy? Bé Bì này sệt cho Ngọc nào. À, giang đôi tay nên nêu ngân rồi, dường như anh đã chờ một người. Chuẩn bị nha, chuẩn bị nha. Quên bỏ mất câu. Đến chờ ngần ngại, thế dân lặng lẽ, tự dân nhỏ bé, tự dân cần có ai. Hai bài nào nghe rồi ấy. Bài này chưa nghe nó hát không được. Có bài bánh mì không luôn hả? Có không? Thôi không biết, hát bài đó nghi ngờ đi. Lời mặn nồng trên môi, xin người đừng nói ra. Rồi ngày nào lại quên câu yêu bay đi mất theo thời gian. Đừng vội vàng câu yêu khi còn nhiều đổi thay.
và lòng người nào ai hay, ai biết trước đâu chưa ngờ. Chị hát bài Hết Thương Cạn Nhớ đi. Hết Thương Cạn Nhớ hát sao? Chị nhớ bài đó nhưng mà chị không có nhớ lời. Hết thương cạn nhớ, chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng giữ thương. Thôi, cao mát. Mình á, mình lựa chọn ví dụ như những cái bài mà các bạn nào hát tông thấp á, được không? Chứ mấy bài cao quá, mấy bài cao quá hát không được thật sự. Ví dụ như à, có một bài: thôi em đã quá lười yêu rồi, em đã quá lười yêu rồi. Nó bảo anh đừng như thói quen, đừng như thói quen, đừng như thói quen, quên rồi, nhắc câu đầu mình. Đừng như thói quen, mọi người có thể hát câu đầu cho Ngọc không? Các bạn ơi, các bạn có thấy không? Sao? Nói gì nói chứ dạ, nhớ cái sản phẩm này nha cả nhà ơi. Royal Placenta, đây là cái sản phẩm từ Nhật luôn, nên mọi người cứ yên tâm về chất lượng của nó nha. Và tiếp theo sẽ là bài hát gì ạ? Đừng... đến bây giờ vẫn nhớ vậy. Qua nữ hát nè. Anh từng là thế giới, là cả khoảng trời trong em, nhưng đến bây giờ lúc em cần anh như không quan tâm. Chỉ cần dành một phút để hỏi em về ngày hôm nay, sao đến bây giờ em phải mong chờ một điều giản đơn đến thế. Đừng để thời gian bên nhau là thói quen, là cánh bên những giấc xa xôi. Từng ngày cảm giác trong tim cứ thế phai đi, lạc nhau ta đâu có hay. Đừng để yêu thương kia giờ là nỗi đau, cô đơn về nơi căn phòng ấy. Dành tất cả thanh xuân để thương một người, giờ chỉ còn là giấc mơ. Nếu như một ngày có quay trở lại, đừng nên ngừng nên lời yêu lúc xưa. Em dành tất cả thanh xuân để uống rồi giờ. Cao quá, hát mệt quá. Hát không nổi luôn. Người ấy muốn một lần thất tình đi. Muốn một lần thất tình là bài hát của anh Ngô Kiến Huy cùng với Ngọc, được anh Nguyễn Hồng Thuận đó sáng tác cho, rất là dễ thương luôn. À, bài mới của Hương Giang nữa, chị cũng đang rất là thích bài hát đó. Bài gì vậy ta? Tặng anh cho cô ấy gì đó. Tặng anh cho cô ấy. Đó. Hay lắm luôn á, mà cao quá hát không được. Ngày nào cũng thích, ngày nào cũng ngồi phiêu. Thấy không, chị hát ra truyền cảm. Có tâm tin người, tại sao mình vẫn một mình và vẫn ế? Người ta nói vô tư và mày hãy cứ sống vui vẻ đi. Chả là gì, thời gian chọc thay đa 30. Đúng luôn, bạn bè chồng con một mình thì vẫn ế. Người ta đơn tôn tư mà nằm đan theo ua. Tại vì sao mình ra nông nỗi này? Này hành tinh xanh kia ơi, mày hãy cho tao được thay mặt người yêu đây nè, để tao rộn ràng màn đi khoe. Này người yêu xinh kia ơi, người dân nơi chưa nhân mới khó khăn. Còn tôi chỉ muốn một người thật lòng yêu nhưng quan tâm. Thôi được rồi đó, mỗi người hát một miếng thôi. Mọi người hát một miếng thôi chứ
không có hơi để hát nhiều. Em nên em mang anh tặng cho cô ấy là tên bài hát kìa, đúng không? Là tài tặng anh cho cô ấy đó, một cái lời hát. Bài tặng cho cô ấy. Nãy mấy bạn ở trên này ghi nè, điệp khúc hơi bình. Nghe mũi tiêu. Và sau đây Giang xin gửi tặng đến cho tất cả các bạn bài hát tặng anh cho cô ấy. Anh đừng nói có mỗi em thôi, tại sao lại quên hết rồi, nhưng em lại ngơ đơn côi. Oh yeah. Anh à ta đều biết sẽ có hôm nay, mà sao vẫn đau đến vậy, giờ em phải làm gì đây? Giờ anh nên kéo hay buông tay, tặng anh cho cô cái anh đắm say. Tình yêu đã không còn thì em nắm anh nặng, anh yêu thương mãi mãi. Này đi hát karaoke đi, được đi hát karaoke xuống ghê luôn. Hát bài Hoang Mang đi ha. Hát bài Hoang Mang rồi xong là các bạn cùng nhau hoang mang, tắt livestream xong. Xong rồi chúng ta đi ăn uống rồi đi ngủ nha. Đi ngủ sớm nha. Các bạn hãy nhớ lời dặn của Ngọc, đó là giữ gìn sức khỏe, đi ngủ thật sớm, nhưng trước khi đi ngủ thì nhớ uống 20ml nhau thai của Nhật. Trời. Đúng là người ta tổ chức live show, người ta hát một lần là 10 bài, nãy giờ hát mới 3 bài hát nổi nữa. Giờ anh nên níu kéo hay buông tay, tặng anh cho cô gái anh đắm say. Như đã không còn. Hát yêu xa sao? Yêu xa cũng cơn mơ đã xóa hết những ngày yêu qua, chỉ còn một mình em bơ vơ ninh ninh, một nghìn lùng trong lạnh giá. Ê ngân ngân chân chân tờ này, cho em qua những đêm lạnh một ninh ninh, ninh ninh qua làn mây. Nên I feel anh, em đến trong từng mơ này, lại gặp nhau lạnh bờ vai, nhưng tim vẫn chờ rơi lời yêu thương ấy. Anh nép trong vòng tay ai. Mệt quá, mệt quá mọi người ơi, hát nổi luôn á. Giọng đau, cổ đau luôn á. Ủa đó là vết mưa hả chứ? Ủa, yêu xa hát sao? Ủa? Hoang mang đi, hoang mang sao tao quên rồi. Hoang mang có những dấu này. Trời ơi, kẻ cấp gặp bà già nãy mới hát xong luôn á. À, người đi gieo là người gieo tương tư. Hả? Người gieo tương tư là anh. Không. Xanh như bài thơ, ánh trăng sáng soi màn đêm, đưa tình yêu qua thêm. Vì sao người không nhận lấy, còn tôi hoan man tháng ngày. Nghĩ nơi tôi, ngỡ lời tôi miên man. Yeah, yeah. Ngày qua ngày gió thét gào vì anh hững hờ, dù biết sẽ buồn lòng vẫn mãi chờ. Một mai biển xa chung lối, ân tình tuyệt vời lên ngôi. Tình yêu của những phút đầu tư như phát màu, dưới ấm cõi lòng vượt qua nỗi sầu.
mùa đông trôi xa, nụ cười dần ngời trên môi thiết tha. Chị hát Mỹ Tâm đi chị hát Mỹ Tâm. Chị Mỹ Tâm cầm xào dâu, chị Mỹ Tâm nấu cơm. Chị Mỹ Tâm là có bài gì mà Ngọc hay nghe trên này nữa? Không phải. Bài gì mà hả, một lần yêu gì đó chị quên mất tiêu rồi. Một cái mưa đi qua để lại những ký ức anh và em. Tìm em trong mơ, anh đang thẫn thờ nhìn theo dấu vết đánh rơi. Xa từ xa mà ngỡ thật gần, nhìn cuộc tình mất theo cơn mưa ngày qua. Người hãy quên em đi và đừng chờ mong nữa. Nên anh gần mình nữa. Người hãy quên em đi và đừng chờ mong nữa. Biết thương gì cho lòng thêm xót xa, vì tình yêu này đã hết thật rồi. Vậy coi như mình kết thúc em đêm. Mình như làn gió thoáng qua thêm. Người hãy quên em đi. Oh, la 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 la, sóng gió. Ai gieo tình này đúng không? Ai mang tình này để lệ tràn khóe môi? Ai gieo tình này, ai mang tình về để lên xa cách tôi? Một ngày dịu dàng anh bước theo người đi rồi, còn xa thật xa mãi đâu. Không phải sóng gió, không phải bài đó, không phải bài sóng gió. Bài đó không phải sóng gió mà, đúng không mọi người? Cái này không phải sóng gió nên chị muốn like tới sáng luôn hay sao, hát ra đâu kìa. Được là ai kẻ đi gieo tương tư, giờ là kẻ đi ôm tương tư, cũng là anh, là anh. Rồi thôi, sau khi phục vụ karaoke đau cổ họng quá. À, bài của ST, thật xa thật gần. Có bao giờ ngoài trời đang mưa mà em lại quên đêm dù? Có bao giờ ngoài trời anh mướn mong chờ em đến giúp em? Có không nhìn nụ cười đang mưa, ôn người che nắng nước mưa che dù nắm tay em thôi. Cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần, cứ ngỡ thật xa nhưng rất gần. Phát những tiên ca cho hồi nãy là bài Bạc Phấn, thấy không? Không phải sóng gió đâu. Sóng gió nhớ hay lắm, sóng gió khúc đầu hay lắm. Mệt quá, mệt lắm. Kè Cẩm Ly ở gì, bài gì quên rồi. Thương còn thương rau đắng một sâu hè, hát sao quên rồi. Không hát bài đó đâu, chị không hát bài đó. Chị Cẩm Ly hát bài gì? Người về cuối phố long lanh giọt sương tràn mi. Dưỡng giọng, đúng rồi đó. Giờ phải dưỡng giọng, quá trời đau không. Và sau đây sẽ là bài hát cuối cùng phục vụ cho 12.700 người đang theo dõi livestream ngày hôm nay. Đó chính là bài, ôi, bài gì trời. Người về cuối phố long lanh giọt sương ngày nay. Người về giấc cuốn yêu thương rời xa tầm tay. Một lần mãi mãi anh quên mùa thu tóc bay. Để vui đi tìm mùa xuân bên người yêu mới. Lần này đã nỡ con tim thương hay đổi thay. Người về cuối phố long lanh giọt sương tràn mi. Lần đập rối gây nhầm hoàn hôn lá rơi. Để từ nay mình em đi giữa mênh mông cuộc đời. Hôm nay là phục vụ là tới nái luôn rồi đó.
quá trời mệt rồi bữa giờ. Rồi thôi, nói chung với là nãy giờ dừng. Nói chung là ngày hôm nay thì thứ nhất là lên để muốn hỏi thăm tình hình sức khỏe của tất cả mọi người. Cái thứ hai là Ngọc muốn chia sẻ về một cái sản phẩm mà Ngọc đang rất là ưng ý, đó chính là Royal Placenta của Nhật. Đây là một cái loại nhau thai heo tươi và có rất là nhiều dưỡng chất từ ở bên trong. Nó là một cái loại mà dưỡng chất để phù hợp với sức khỏe của bản thân và nâng cao, làm giảm những cái tình trạng da đốm nâu, mờ nám. Nên các bạn cứ yên tâm về điều đó ha. Và đặc biệt hơn đó chính là cái việc mà uống mỗi ngày của mình, nó chỉ vào buổi đêm thôi, và 20ml dành cho buổi tối trước khi đi ngủ thôi, là chắc chắn là sẽ cung cấp đầy đủ những dưỡng chất sức khỏe cho tất cả mọi người. Đây là sản phẩm mà Ngọc đang giới thiệu. Còn cuối cùng đó chính là muốn hát phục vụ đến cho các bạn, và đó là ăn mừng 1 triệu view trên follow trên TikTok, cũng như là sắp sửa kênh YouTube của chúng ta đã đạt 1 triệu là nút vàng. Nên hy vọng là các bạn sẽ ủng hộ cho Ngọc cũng như là kênh YouTube của Ngọc, bởi vì sắp tới thì cũng ra rất là nhiều clip nho nhỏ vui vui dễ thương thôi, để cho các bạn có thể vui chơi giải trí ngay tại nhà, có những cái sản phẩm để mọi người có thể coi đó. Còn bây giờ thì mình sẽ hát một bài cuối cùng nha, đó là bài hát Trong Cua Lại Giờ Bầu. Đây, đừng chúc em hạnh phúc. Đừng chúc em hạnh phúc. Đừng chúc em mai này sẽ yêu người tốt hơn. Anh thương, anh thương, anh thương, anh thương. Nói cho tôi biết đi. Năm nay chưa có dự án mới là bởi vì tình hình chưa có được quay phim, nên rất hy vọng là dịch bệnh ở trên toàn thế giới luôn cũng sẽ được đẩy lùi, ngay cả ở tại Việt Nam của mình sẽ đẩy lùi một cách nhanh nhất để chúng ta có thể trở lại cái cuộc sống bình thường như mọi ngày nha. Chúc cho mọi người có thật nhiều sức khỏe, và đặc biệt hơn là mọi người hãy hỗ trợ thật là nhiều cho các y bác sĩ này cũng như là các dân quân tình nguyện viên, để mà những người tuyến đầu có thể có được nhiều ý chí để mà làm nhiệm vụ của mình, đem đến cho chúng ta một bầu không khí thật là trong lành. Rồi thôi, bây giờ thì chắc không hát được nổi nữa. Đau họng quá, sóng gió hát sao chị không nhớ. Rồi bây giờ là bye bye mọi người, các mẹ đi ăn đây. Các mẹ phải ăn một miếng hồ trống thoi. Cảm ơn mọi người, yêu thương mọi người. Bye bye.